Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ năm 2018, lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại cho biết, trong năm 2017, Cục đã xác nhận đăng ký cho hơn 750 chương trình khuyến mại, ban hành khoảng 200 quyết định thu nộp giá trị khuyến mại không có ngày trúng thưởng trên 40 tỷ đồng. Chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia đã hỗ trợ gần 7.000 lượt doanh nghiệp, giá trị các hợp đồng xuất khẩu đạt gần 554 triệu đô la Mỹ, tổ chức thành công tuần lễ Tự hào thương hiệu quốc gia, Hội chợ quốc tế Việt Nam Expo, triển lãm quốc tế công nghiệp thực phẩm Việt Nam Food Expo, phương châm sáng tạo, đổi mới, hiệu quả. Năm 2018, công tác xúc tiến thương mại tiếp tục tập trung vào tăng cường kiểm tra giám sát, xử lý các sai phạm liên quan đến hoạt động khuyến mại, hoạt động hội chợ triển lãm trong nước và nước ngoài, chủ động tích cực tham gia vào các diễn đàn xúc tiến thương mại trong khu vực và trên thế giới, mở rộng hợp tác quốc tế, thực hiện tốt các hoạt động nghiên cứu thị trường, ngành hàng, nâng cao hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, đồng thời thực hiện kiểm tra giám sát việc triển khai chương trình xúc tiến thương mại quốc gia, chương trình thương hiệu quốc gia, đẩy mạnh việc tổ chức các hội chợ triển lãm mang tầm quốc gia và quốc tế.